Những ngày qua, VTV Cần Thơ tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và chúng tôi sẽ sớm xác minh, phản hồi đến bà con. Thưa quý khán giả, liên quan đến loạt phóng sự của VTV Cần Thơ phản ánh về việc nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập hồ sơ xuất khẩu đi lao động Hàn Quốc. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, thì về phía Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong quá trình xác minh, thì những người bị tố giác lừa đảo là các ông như là Quỳnh Minh Quân, Trần Quốc Lĩnh và một người phụ nữ tên Trang đã giao nộp 675 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Số tiền này đã được Công an tỉnh Cà Mau trả lại cho chính bị hại trên địa bàn tỉnh. Trong tuần qua, thì VTV Cần Thơ cũng nhận được phản ánh của nhiều bà con sống ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường ngay tại địa bàn mà mình sinh sống. Theo bà con, thì khu vực này tập trung khá nhiều những nhà máy xay xác. Khi hoạt động thì đã gây nên tình trạng là ô nhiễm do bụi phát ra từ nhà máy. Để giảm bớt bụi bám vào đồ đạc, thì các hộ dân sinh sống gần nhà máy đều phải làm màn vải để che chắn xung quanh. Thế nhưng mà bụi vẫn bám khắp nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là sức khỏe của bà con. VTV Cần Thơ sẽ sớm liên hệ với các cơ quan chức năng và phản hồi đến bà con trong những bản tin tiếp theo. Cũng là tình trạng khổ sở vì bụi, đó là nỗi lo của người dân sống hai bên đường Thái Thị Hạnh, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khi mà gọi về cho số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ trong tuần qua. Bà con cho biết là do tuyến công trình thi công bị chậm và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt. Và trên tuyến đường này thì lại có nhiều trường học, hàng ngày thì rất nhiều học sinh đến trường trong điều kiện là kém an toàn. Tưới nước, đóng kín cửa, che màn quanh nhà. Đó là cách mà nhiều người dân sống hai bên đường Thái Thị Hạnh thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ làm nhiều tháng nay để ngăn bụi tràn vào nhà. Che như vậy 24/24 luôn, phải không? Máng rồi quét mới lao rồi nữa, chút xíu cũng bụi nữa. Đó, không mở cửa ra, con đi học thì vẫn ra đóng cửa lại. Đó, chứ không mở được miếng nào chứ mà chiều vô cũng phải quét bụi nữa. Bụi là ảnh hưởng cho hết toàn bộ bà con luôn, chứ không phải là riêng cá nhân tôi. Vô nhà nè rồi vô người nữa. Nó ảnh hưởng tùm lum bây giờ, rồi sinh ra ho rồi viêm mũi. Dọc theo tuyến đường Thái Thị Hạnh có 4 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, cùng với đó còn có cơ sở y tế và một khu chợ. Vì thi công ngổn ngang và bụi bay mù mịt như thế này, việc đi lại của hàng ngàn lượt phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo gặp rất nhiều khó khăn. Chạy trên đường mà bị bụi vào mắt á, thì không có duỗi được, với lại á, có khi mà bụi nó to quá thì khiến mắt nó bị hép lại, nó dẫn đến cái xe chạy xe nó không an toàn á. Cỡ 1 giờ rưỡi trưa đi học buổi chiều chút, bụi nhiều nó lại nó cũng bao vô mắt, khó chỉ xe dễ tai nạn giao thông, con té 1-2 lần. Dự án nâng cấp mở rộng đường Thái Thị Hạnh có chiều dài 3.400m, tổng vốn gần 140 tỷ đồng do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành đầu năm 2024. Tuy nhiên đến nay chỉ mới đạt 50% khối lượng công việc. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng, cơ sở hạ tầng và khan hiếm nguồn cát săn lấp. Ban và kết hợp với đơn vị là thi công, đơn vị giám sát thì đã giải quyết là hầu như là ổn. Về cái khâu giải phóng mặt bằng hiện bây giờ là đã kiểm kê là làm hết thì là vẫn lực trên 90% rồi. Bây giờ phần cát săn lấp thì cũng đã trên 90%. Tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị lên đá 04 để lưu làng và chuẩn bị công tác tiếp theo là lên đá 46 để chuẩn bị công tác thảm nhựa để cho đặt cống hố ga 1000 đã hoàn thành trong năm nay. Để hạn chế tình trạng bụi trong thời gian tới, đơn vị thi công cho biết sẽ tiếp tục bố trí xe tưới nước hoạt động liên tục trong ngày. Khi hoàn thành, đường Thái Thị Hạnh sẽ được mở rộng từ 7m lên 14m, giúp việc vận chuyển nông sản hàng hóa từ địa phương đến các tỉnh lân cận nhanh chóng hơn, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.